bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Chuyện lạ, mặc cho nạn cháy rừng khủng khiếp ở Australia, ngôi chùa của nhà sư Việt Kiều hoàn toàn nguyên vẹn. Đó là ngôi chùa Wat Buddhadharma ở bang New South Wales, Australia. Xung quanh đều bị thiêu rụi, chỉ riêng ngôi chùa vẫn bình yên sau nạn cháy rừng của nước này. Thảm họa cháy rừng ở Australia bắt đầu từ tháng 9 năm 2019 và kéo dài sang năm mới 2020. Nạn cháy bùng phát mạnh mẽ ở bang New South Wales, phía đông nam nước Úc. Đây cũng là bang đông dân nhất đất nước chuột túi. Rất nhiều công trình bị phá hủy, hàng trăm triệu động vật hoang dã bị thiêu cháy và những thiệt hại là không thể đếm xuể. Tuy nhiên, một chuyện rất kỳ diệu đã xảy ra tại bang này, khi ngôi chùa Wat Buddhadharma ở đây lại không hề bị suy xuyển trong cơn bão lửa. Xung quanh ngôi chùa, cây cối đều bị thiêu rụi, cháy đen. Trong khi đó, ngôi chùa vẫn không bị ảnh hưởng. Toàn bộ nội thất chính vẫn còn nguyên vẹn. Ngôi chùa chìm trong biển lửa. Cây cối xung quanh cháy rụi. Nhưng ngôi chùa thì còn nguyên vẹn. Một số ý kiến cho rằng, phần cỏ cây sát chùa vẫn còn xanh, chứng tỏ lửa chưa bén đến đó để gây cháy chùa. Được biết, sư trụ trì của chùa có pháp danh là Khema Vajo, Thái Hòa. Ông là một Việt Kiều Mỹ, xuất gia ở Wattavong, Thái Lan. Hiện tại, các tu sĩ của chùa đã được di tản để tránh nạn cháy rừng. Wat Buddhadharma được thành lập tại vườn quốc gia Haju Nation Nơ Bắc vào năm 1978 bởi nữ tu Phật giáo nổi tiếng Akhema. Theo các thông tin trước đó, chùa ngoài là nơi tu luyện của các tu sĩ còn thường xuyên có các khóa tu cho khách vãng lai. Hiện tượng là ngôi chùa không bị suy xuyển sau bão lửa khiến cộng đồng mạng tỏ ra rất ngạc nhiên. Liệu có một thế lực siêu nhiên nào đó chăng? Tuy vậy, giả thuyết này vẫn chưa được chứng thực. Thảm họa cháy rừng kinh hoàng đã gây ra vô số thiệt hại cho Australia. Chính phủ nước này và nhiều nhà hoạt động xã hội cũng như người nổi tiếng trên thế giới đã bày tỏ sự tiếc thương cho thảm cảnh này và có những hành động thiết thực như tổ chức gây quỹ nhằm khắc phục hậu quả của nạn cháy. Phương Dung. Trong kinh điển có ghi lại, một đạo tràng nếu người tu tập giữ giới nghiêm mình thì sẽ có thiên long bát bộ ủng hộ và bảo vệ đạo tràng. Trong đồng nghiệp vẫn có biệt nghiệp nha các bạn. Cách đây 2 năm tại nước Mỹ cũng có một vụ việc tương tự, các bạn xem video trong kênh nhé. Ha ha ha, 问什么的说